Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Sáng ngày 29 tháng 7 có 2.821 ca mắc COVID-19. Phát hiện nhiều ca nhiễm, thị xã Tân Uyên đề nghị dừng 3 tại chỗ. Chủ tịch Hà Nội nói địa bàn nguy cơ cao được áp dụng biện pháp mạnh hơn. Ca COVID-19 bùng phát mạnh, Mỹ chạy đua ngăn ác mộng đại dịch trở lại. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, theo bản tin 6 giờ ngày 29 tháng 7 của Bộ Y tế, 21 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm người nhiễm SARS-CoV-2. Bộ Y tế cho biết, tính từ 19 giờ ngày 28 tháng 7 đến 6 giờ ngày 29 tháng 7, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.821 ca mắc mới trong nước. Các tỉnh, thành phố có thêm người nhiễm virus là thành phố Hồ Chí Minh với 1.715 ca, Bình Dương 406 ca, Long An 179 ca, Đồng Nai 159, Tây Ninh 139, Bà Rịa Vũng Tàu 52, Đắk Lắk 37, Vĩnh Long 31, Khánh Hòa 18, Kiên Giang 18, Phú Yên 15, Đồng Tháp 15, An Giang 10, Hậu Giang 8, Cần Thơ 6, Nghệ An 4, Bình Định 3, Bạc Liêu 2, Đắk Nông 2, Lạng Sơn 1 và Hà Nội 1. Trong đó có 587 ca trong cộng đồng. Như vậy, tính đến sáng ngày 29 tháng 7, Việt Nam có 123.640 ca mắc, trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 119.863 ca, trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. So với số liệu công bố trong bản tin tối ngày 28 tháng 7, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta giảm 876 ca. 5 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn và Nam Định. 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang và Quảng Trị. Trong ngày 28 tháng 7, 307.273 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.321.839 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 4.825.209 liều, mũi thứ hai là 496.630 liều. Về tình hình điều trị, tổng số ca khỏi bệnh là 27.457 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 211 người. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 17 người. Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa có công văn gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án 3 tại chỗ. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên đề nghị các doanh nghiệp muốn dừng hoạt động sản xuất theo phương án 3 tại chỗ phải tổ chức xét nghiệm cho tất cả người lao động trước khi họ ngừng việc để trở về nơi cư trú, nhà trọ tại địa phương. Đồng thời, họ phải có giấy xét nghiệm âm tính với nCoV. Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên cho biết, sau khi địa phương quyết định giãn cách theo chỉ thị 16, có khoảng 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn gửi đăng ký thực hiện phương án 3 tại chỗ để tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên đến nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều ca dương tính COVID-19 được phát hiện trong doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ, doanh nghiệp thiếu hụt nguyên vật liệu để sản xuất. Do đó, một số doanh nghiệp muốn dừng hoạt động sản xuất 3 tại chỗ, ông Tươi cho biết. Theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, tính đến ngày 25 tháng 7, toàn tỉnh có 3.701 doanh nghiệp, bao gồm 1.894 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và 1.894 doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Trên địa bàn đăng ký thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ và một cung đường, 2 địa điểm. Ngày 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo tăng cường các biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ lưu thông của người và phương tiện. Theo đó, người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương không được ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.
ngừng hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ từ ngày 28 tháng 7. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh được giao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức đưa công nhân lao động có nhu cầu về quê, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định phòng chống dịch của tỉnh Bình Dương và các địa phương có liên quan. Tính từ đợt dịch lần thứ tư đến 27 tháng 7, Bình Dương ghi nhận 8.909 ca mắc COVID-19, có 702 bệnh nhân khỏi bệnh, 47 bệnh nhân tử vong. Toàn tỉnh có 931 khu đang phong tỏa với 157.504 người, 116 điểm cách ly tập trung với 18.884 người đang cách ly và 286 trường hợp F1 cách ly tại nhà. Hiện tỉnh có 12 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh với 4.803 bệnh nhân đang điều trị. Các bệnh nhân mới phát hiện được điều phối sang các khu điều trị và một số bệnh nhân F0 không có triệu chứng vẫn còn cách ly tại các khu cách ly tạm thời. Ông Chu Ngọc Anh cho hay, địa phương có thể áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn chỉ thị số 17 của thành phố với địa bàn có nguy cơ cao. Đây là yêu cầu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống COVID-19 thành phố Chu Ngọc Anh đưa ra tại cuộc họp trực tuyến triển khai chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội. Ngày 28 tháng 7, Chủ tịch Hà Nội cho biết, chiều ngày 27 tháng 7, Thường trực Thành ủy đã họp cho ý kiến sau 4 ngày toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Qua đó nhận định, việc ban hành chỉ thị số 17 là đúng, trúng, kịp thời, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, Thường trực đánh giá sau 4 ngày triển khai, kết quả kiểm tra cho thấy có nơi làm việc rất tốt, có nơi chưa thực hiện nghiêm, có hiện tượng chủ quan, lơ là, có hiện tượng người đứng đầu cấp ủy chính quyền chưa sâu sát. Từ thực tế trên, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu đánh giá toàn diện và đảm bảo thực hiện đúng, thực hiện đủ từng nội dung chỉ thị số 17. Hiệu quả của việc này sẽ làm thước đo năng lực uy tín, trách nhiệm cán bộ. Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với công an thành phố, chia lửa với lực lượng công an cả trong việc bố trí thêm các chốt kiểm soát. Việc tổ chức có thể huy động lực lượng hỗ trợ như quân nhân dự bị, bảo vệ dân phố, dân phòng, đoàn viên, hội viên, các tổ COVID-19 cộng đồng, các tình nguyện viên và không để tình trạng ngoài chặt trong lỏng. Trọng tâm kiểm tra là việc chấp hành của người dân với quy định chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và việc đảm bảo số lượng người đi làm của các cơ quan đơn vị tổ chức trên địa bàn. Chủ tịch Hà Nội lưu ý địa phương phải siết chặt hoạt động của các khu cụm công nghiệp, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đảm bảo chỉ hoạt động khi đáp ứng yêu cầu an toàn phòng dịch và cam kết theo quy định. Theo chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, từ 6 giờ ngày 24 tháng 7, thành phố giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Chính quyền yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác. Đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Trường hợp người dân khi di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp giãn cách, cách ly y tế. Trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 923 trường hợp dương tính, trong đó có 654 trường hợp hiện nằm trong các ổ dịch chưa qua 14 ngày. Trong đó, ngày 27 tháng 7, ghi nhận 76 ca nhiễm, cao nhất trong đợt dịch này. Mỹ đứng trước nguy cơ bùng dịch trở lại với làn sóng COVID-19 thứ tư, trong khi các nhà chức trách triển khai hàng loạt biện pháp để đối phó với tình hình mới. Trong bối cảnh làn sóng nhập viện tăng do chương trình tiêm chủng đình trệ và biến thể Delta hoành hành khắp đất nước, các chính quyền địa phương và các tổ chức tại Mỹ đang phải căng mình để áp đặt lệnh tiêm chủng bắt buộc, từng gây tranh cãi trước đây. Số ca COVID-19 tại Mỹ dự kiến tăng nhanh trong suốt mùa hè và mùa thu năm nay và có thể đạt đỉnh vào giữa tháng 10, với số ca tử vong hàng ngày nhiều khả năng sẽ cao gấp 3 lần hiện tại. Ngày 25 tháng 7, 49 người đã tử vong vì COVID-19 tại Mỹ. Những gì đang xảy ra liên quan tới COVID-19 ở Mỹ trùng khớp với các kịch bản bi quan nhất của chúng tôi, nhà dịch tễ học Justin Laser tại Đại học Bắc Carolina nói với National Public Radio. Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng mạnh trong những tuần gần đây khi biến thể Delta ngày càng có xu hướng lan rộng. Mỹ hiện vẫn là nước dẫn đầu thế giới về số ca tử vong, hơn 627.000 người, và số ca nhiễm hơn 35,3 triệu người. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tất cả các bang tại Mỹ tuần qua đều ghi nhận nhiều ca hơn so với một tuần trước đó.
Ngoài tác động của biến thể Delta, chúng ta có thể thấy tác động tổng hợp của việc mọi người trở nên ít thận trọng hơn, tiến sĩ Laser cảnh báo. Hiện tại, khoảng một nửa dân số Mỹ đã được tiêm vaccine COVID-19, nhưng tỷ lệ tiêm chủng đang chậm lại đáng kể do sự hoài nghi về vaccine vẫn còn mạnh mẽ trên khắp đất nước, đặc biệt là các bang ủng hộ đảng Cộng Hòa. Trong kịch bản nhiều khả năng sẽ xảy ra, tiến sĩ Laser cho biết, với tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%, tới giai đoạn đỉnh điểm vào giữa tháng 10, sẽ có khoảng 60.000 ca nhiễm và khoảng 850 ca tử vong mỗi ngày ở Mỹ. Trong khi đó, tiến sĩ Tom Frieden, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC dự đoán, nếu quỹ đạo dịch bệnh tại Mỹ tương tự Anh, có khả năng số ca nhiễm mỗi ngày tại Mỹ sẽ tăng lên tới 200.000 người. Ông Frieden thừa nhận Mỹ đang bước vào giai đoạn khó khăn. Phần lớn những ca nhập viện ở Mỹ hiện nay là những người chưa tiêm chủng, trong đó có cả trẻ em. Các bậc cha mẹ cũng lo ngại rằng làn sóng COVID-19 mới sẽ kéo dài đến hết mùa thu khi các trường học mở cửa trở lại vào tháng 9 sau kỳ nghỉ hè. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 27 tháng 7 đã điều chỉnh khuyến cáo, đề nghị những người đã tiêm vaccine đầy đủ vẫn đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng có môi trường kín, ở các khu vực có số ca nhiễm tăng mạnh. CDC cũng khuyến cáo toàn bộ sinh viên, giáo viên và nhân viên tại các trường học đeo khẩu trang, bất kể họ đã tiêm vaccine hay chưa. Trước đây, CDC chỉ yêu cầu học sinh đeo khẩu trang nếu chưa được tiêm chủng. Ngày 26 tháng 7, thành phố New York và bang California thông báo sẽ yêu cầu hàng trăm nghìn nhân viên chính phủ tiêm chủng hoặc xét nghiệm hàng tuần. Bộ các vấn đề cựu chiến binh Mỹ trở thành cơ quan liên bang đầu tiên yêu cầu tất cả nhân viên phải tiêm chủng COVID-19. Thành phố Seattle, bang Missouri đã áp đặt quy định đeo khẩu trang trong nhà. Hiệp hội Y tá Mỹ và Viện Y khoa Mỹ ngày 26 tháng 7 đã ra tuyên bố chung kêu gọi tiêm chủng vaccine. Trong khi đó, những trường hợp đã tiêm vaccine đầy đủ nhưng vẫn mắc COVID-19 cũng là vấn đề gây lo ngại tại Mỹ. Một đợt bùng phát dịch ở Provincetown, bang Massachusetts đã khiến ít nhất 132 người bị nhiễm bệnh kể từ ngày 1 tháng 7. Trong đó, hầu hết là những người đã được tiêm vaccine. Tại một viện dưỡng lão, có tới 33 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có nhiều người được cho là đã tiêm phòng. Từ ngày 29 tháng 7, hàng trăm quán bar ở San Francisco bắt đầu yêu cầu những khách hàng muốn vào trong nhà phải trình giấy tờ chứng minh đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm COVID-19 âm tính. Biện pháp này được thực hiện sau khi chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm ở các nhân viên quán bar đã được tiêm phòng đầy đủ. Thông tin khả quan là các bệnh viện đảm bảo nguồn cung cấp mặt hàng thiết yếu như thiết bị bảo hộ cá nhân và máy thở, tốt hơn nhiều so với thời điểm đại dịch ập đến Mỹ vào năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng, cao điểm dịch bệnh, dự kiến sẽ xảy ra trong những tháng mùa thu, có thể kéo dài qua mùa đông khi nhiều người tập trung trong nhà hơn vì thời tiết lạnh.